Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng comment bài viết Facebook, giúp đẩy mạnh seeding tăng tương tác cực kỳ tốt. Đầu tiên, để bài viết được tăng comment thì bài viết của các bạn phải được để ở chế độ công khai. Các bạn ấn vào dấu 3 chấm. Ở hai mục chỉnh sửa quyền riêng tư và ai có thể bình luận về bài viết các bạn đặt ở công khai nhé. Bình luận cho bài viết. Bạn nào muốn mình làm về dịch vụ nào khác hãy comment nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.